Cuối năm là thời điểm diễn ra mùa lễ hội ở nhiều địa phương, trong đó tuần văn hóa thể thao du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 tới đây. Ngoài chương trình khai mạc với điểm nhấn là buổi trình diễn nghệ thuật ánh sáng từ 650 drone, tỉnh Long An còn tổ chức nhiều chương trình thể thao, văn nghệ, du lịch với sự tham gia của nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc. Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết, trong lần thứ hai này, tỉnh sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn nghệ thể thao, hội chợ thương mại và nhiều hoạt động vui chơi hoành tráng xuyên suốt để phục vụ bà con. Như chương trình khai mạc với chủ đề Khát vọng sông Dầm, sân khấu sẽ có sự kết hợp hoàn cảnh, hoạt cảnh với kỹ xảo màn hình LED, ánh sáng công nghệ cao và đặc biệt có khoảng 650 drone sẽ trình diễn show nghệ thuật ánh sáng. Bên cạnh đó, tuần văn hóa thể thao du lịch tỉnh Long An năm nay còn có nhiều hoạt động với sự tham gia từ phía Hàn Quốc nhằm tăng cường sự gắn kết, mở ra không gian giao lưu văn hóa với đất nước đang đầu tư kinh tế hàng đầu này vào tỉnh Long An. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình lễ hội âm nhạc với nhiều nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc đến trình diễn. Dịp này, Long An sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.